Cô chào mừng các em học sinh đến với bài giảng trực tuyến của trường Trung học Cơ sở Bình Chuẩn. Và ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn cho các em tìm hiểu và học tập bài 13 môn giáo dục công dân lớp 9. Bài 13, quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế. Bài này chúng ta sẽ học trong 2 tiết và ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu tiết 1 của bài. Nội dung của tiết 1 bao gồm những nội dung chính sau đây. Thứ nhất, chúng ta sẽ đi tìm hiểu phần đặt vấn đề. Thứ hai, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu nội dung bài học. Trong nội dung bài học, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu hai nội dung chính. Một nhỏ, thế nào là quyền tự do kinh doanh? Và nội dung thứ hai, đó là hai nhỏ, nội dung các quyền và nghĩa vụ của công dân trong kinh doanh. Chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu phần đầu tiên, đó là phần đặt vấn đề. Vậy đầu tiên, chúng ta đi tìm hiểu khái niệm thế nào là kinh doanh. Thì kinh doanh được định nghĩa đó là hoạt động sản xuất, dịch vụ và trao đổi hàng hóa nhằm thu lại lợi nhuận. Hoạt động kinh doanh được sơ đồ hóa theo sơ đồ đó là T, H và T phẩy. Trong đó T là tiền, H là hàng, T phẩy là tiền thu được sau khi bán hàng hóa. Cô lấy ví dụ như là cô sử dụng tiền để mua hàng hóa, sau đó cô bán lại để thu tiền lãi, thì đó gọi là hoạt động kinh doanh. Dựa vào phần đặt vấn đề sách giáo khoa, chúng ta tìm hiểu câu hỏi thứ nhất. Những hành vi như thế nào là hành vi vi phạm quy định của nhà nước về kinh doanh? Thì dựa vào phần đặt vấn đề, chúng ta có thể trả lời đó là những hành vi vi phạm quy định của nhà nước về kinh doanh như hành vi của X sản xuất buôn bán mì chính Ajinomoto và Vedan giả. Hành vi kinh doanh các mặt hàng bị cấm như là ma túy, vũ khí, mại dâm, vân vân. Vậy thì trước khi kinh doanh, nhà sản xuất kinh doanh quan tâm đến những vấn đề gì? Chúng ta có thể trả lời đó là trước khi kinh doanh thì nhà sản xuất kinh doanh thường quan tâm đến mặt hàng, ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh hay để trả lời cho câu hỏi kinh doanh cái gì? Sau đó là quan tâm đến nguồn hàng, nơi tiêu thụ, giá cả, nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng, quy mô kinh doanh, hình thức kinh doanh. Có thể là hộ cá thể, hợp tác hoặc là liên doanh, vân vân. Vậy có ý kiến cho rằng quyền tự do kinh doanh là được lựa chọn kinh doanh bất kỳ ngành nghề nào mà mình thích. Thì theo em ý kiến đó là đúng hay sai? Thì ý kiến trên đó là sai, vì quyền tự do kinh doanh là được lựa chọn kinh doanh những ngành nghề được pháp luật cho phép, không được kinh doanh các cái mặt hàng cấm như là ma túy hay là buôn người, vân vân. Vậy em hiểu thế nào là quyền tự do kinh doanh? Thì quyền tự do kinh doanh là quyền được lựa chọn hình thức tổ chức kinh tế, ngành nghề và quy mô kinh doanh theo quy định của pháp luật và sự quản lý của nhà nước. Vậy thì quyền tự do kinh doanh được quy định trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trích điều 33 Hiến pháp năm 2013. Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Để chúng ta có thể đi kết luận vào nội dung bài học. Một nhỏ, thế nào là quyền tự do kinh doanh? Thì đó là quyền được lựa chọn hình thức tổ chức kinh tế, ngành nghề và quy mô kinh doanh theo quy định của pháp luật và sự quản lý của nhà nước. Trong khái niệm này, các em chú ý, quyền tự do kinh doanh là được lựa chọn hình thức tổ chức kinh tế. Cô lấy ví dụ như là có thể là cái hình thức cá thể, đó là một người bỏ vốn ra để kinh doanh, hay là hình thức công ty cổ phần, công ty hợp danh thì có thể là hùn vốn giữa hai hay là nhiều người để kinh doanh. Về ngành nghề thì kinh doanh thì chúng ta có thể tự lựa chọn bất kỳ cái ngành nghề nào mà pháp luật không cấm. Về quy mô kinh doanh, nói đến quy mô là nói đến cái mức độ kinh doanh lớn hay nhỏ, tùy theo khả năng kinh doanh của mỗi người và phải tuân theo quy định của pháp luật và sự quản lý của nhà nước. Sau đây là hình ảnh các hình thức tổ chức kinh doanh. Có thể là hình thức doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh. Một số ngành nghề kinh doanh
Ví dụ như hình ảnh đầu tiên chúng ta tìm hiểu đó là kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng. Hình ảnh thứ hai đó là kinh doanh trong lĩnh vực thời trang. Hình ảnh thứ ba là kinh doanh trong cái lĩnh vực ăn uống. Hình ảnh cuối cùng đó là kinh doanh trong lĩnh vực ẩm thực. Vậy đây chỉ là một số ngành nghề kinh doanh mà cô giới thiệu cho các em được biết. Về quy mô thì chúng ta có thể lựa chọn cái quy mô nhỏ hoặc là quy mô lớn. Ví dụ như cùng bán những cái mặt hàng tạp hóa, nhưng mà một cái tạp hóa nhỏ thì đó là quy mô nhỏ, và cùng buôn bán cái mặt hàng đó nhưng mà cái chuỗi siêu thị cấp mắt thì quy mô lớn hơn, bởi vì không chỉ là một cửa hàng mà nó là một chuỗi rất là nhiều cái cửa hàng, thì đó chính là quy mô kinh doanh. Và sau đây chúng ta sẽ xem một cái đoạn video về thần đồng kinh doanh chè bóng nấu. Xin mời các em cùng theo dõi đoạn video. Chủ yếu là người quen, nhưng mà họ thấy thái độ làm việc, mặt hàng của
3 triệu 2. À, thế tiền đấy thì là cháu để riêng của cháu hay là? Cháu để riêng. Thế bây giờ bác tò mò một chút, bây giờ sau 3 năm kinh doanh thì vốn của cháu bây giờ là bao nhiêu? Trong ví của cháu thì có thường thường thì có khoảng 1 triệu đấy. Mà trong ví đã có 1 triệu. Bác phải nói thật là bác gần đến tuổi mà trong ví của bác đôi khi không được 1 triệu, 300 nghìn thôi. Thì cháu tiêu gì? Cách tiêu hợp lý nhất của cháu là chia thành 6 ví tiền. Dù kiếm được ít hay nhiều, từ 100 nghìn hay là 3 nghìn thì cháu vẫn chia thành 6 ví. 50% là cho nhu cầu thiết yếu, là cho ví dụ như là ăn uống hoặc là sinh hoạt hàng ngày. 10% là sau giáo dục đào tạo là cháu có thể trả tiền học thêm ở trên mạng hay là nói chung là về học tập. 10% là tự do tài chính. 10% là giúp đỡ những cái người có hoàn cảnh khó khăn. 10% là tiết kiệm dài hạn. Cái quần áo hay là ví dụ như những giày dép và thứ này kia thì mình tự bỏ tiền hay là bố mẹ cho? Hầu hết là cháu bỏ tiền ra mua từ lúc kinh doanh. Đôi giày này cháu cũng mua. Đây đôi giày này hả? Vâng. Đôi giày này giá bao nhiêu tiền? Cháu thấy thì nó hơi đắt. Là bao nhiêu? 1,9 triệu. 1,9 triệu. 1,9 triệu mà mình đã tự mua được rồi. Vâng, cháu dành dụ mãi đúng rồi. Tức là mình dành tiền để mình tự trang bị cho mình quần áo, giày dép, các thứ này kia. Ô, cháu thật là cô bé rất là lạ và độc lập từ bé đấy. Đã độc lập từ bé rồi. Cháu ông hâm mộ nhất là hai ông tỷ phú, là ông Jack Ma và ông William Kennedy. Ông Jack Ma thì có rất nhiều cái câu chân lý kinh doanh kinh điển, ví dụ như là hôm nay sẽ khó khăn, ngày mai còn khó khăn hơn nhưng ngày kia sẽ là ngày tuyệt vời. Còn ông Bill Gates thì ông cũng có những cái câu bất hủ như là bạn sinh ra trong nghèo khó thì không phải lỗi của bạn, nhưng bạn chết đi trong nghèo khó thì đó mới chính là lỗi của bạn. À, 10 tuổi thưa quý vị, cô bé rất đam mê kinh doanh, tìm hiểu rất kỹ. Thậm chí họ tự học trên mạng cái cách quản lý tiền như thế nào, xử lý đồng tiền, chi tiêu như thế nào. Theo cháu thì trong kinh doanh quan trọng nhất là cái gì? Theo để cháu thì trong kinh doanh quan trọng nhất là tâm huyết. Mình phải hoàn toàn yêu thích cái môn này thì mình mới có thể làm tốt cái công việc. Trong cái công việc kinh doanh ấy, thì nó có nhiều cái yếu tố lắm đúng không? Từ chuyện là nguồn vốn này, cho đến chuyện là hàng ở đâu ra này, khách hàng của mình là những ai này đúng không? Thì cháu mỗi một lần bán hàng hoặc ra một mặt hàng mới thì cháu sẽ phải lập một cái bản đồ để mà sắp xếp công việc cho nó hợp lý. Cô và các em vừa xem xong một cái ví dụ về thành đồng kinh doanh với thương hiệu đó là chè bóng nấu. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu nội dung cơ bản của cái quyền tự do, quyền và nghĩa vụ của công dân trong kinh doanh. Thì về quyền tự do kinh doanh thì chúng ta thấy rằng chúng ta đã tìm hiểu ở phần trên, tức là quyền của công dân trong kinh doanh đó là được lựa chọn hình thức tổ chức kinh tế, ngành nghề và quy mô kinh doanh. Và về nghĩa vụ của công dân trong kinh doanh đó là khi kinh doanh thì phải kê khai đúng số vốn, kinh doanh đúng ngành, mặt hàng ghi trong giấy phép. Thứ hai đó là không được kinh doanh những lĩnh vực mà nhà nước cấm như là ma túy, mại dâm, thuốc nổ, vũ khí, v.v. Vậy thì một câu hỏi đặt ra cho các em đó là tại sao người kinh doanh phải đăng ký đúng số vốn, đăng ký đúng ngành, mặt hàng ghi trong giấy phép? Thì người kinh doanh phải đăng ký đúng số vốn, đăng ký đúng ngành, mặt hàng ghi trong giấy phép bởi vì là để nhà nước quản lý cái hoạt động sản xuất kinh doanh, tránh được các cái hình thức gian lận trong kinh doanh như là buôn lậu, sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng, kinh doanh các cái lĩnh vực ngành nghề mà có hại cho xã hội. Và đó chính là cái nội dung bài học của ngày hôm nay. Cô có thể củng cố lại nội dung bài học của ngày hôm nay. Bài 13 quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế tiết 1 thì chúng ta
đi vào tìm hiểu hai cái nội dung chính. Một nhỏ, thế nào là quyền tự do kinh doanh? Đó là quyền được lựa chọn hình thức tổ chức kinh tế, ngành nghề và quy mô kinh doanh theo quy định của pháp luật và sự quản lý của nhà nước. Thứ hai, nội dung các quyền và nghĩa vụ của công dân trong kinh doanh. Thì quyền của công dân trong kinh doanh đó là được lựa chọn hình thức tổ chức kinh tế, ngành nghề và quy mô kinh doanh. Về nghĩa vụ của công dân trong kinh doanh, đó là phải kê khai đúng số vốn, kinh doanh đúng ngành, mặt hàng ghi trong giấy phép. Không được kinh doanh những lĩnh vực mà nhà nước cấm như ma túy, mại dâm, thuốc nổ, vũ khí. Sau khi học bài này thì cô có một số dặn dò cho các em. Thứ nhất, các em về nhà tìm hiểu thêm về thuế, các loại thuế hiện nay ở Việt Nam, vai trò của thuế để chuẩn bị học bài 13, quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế tiết 2. Các em làm bài tập 1 và 3 sách giáo khoa trang 47 vào vở bài tập. Và các em về nhà chúng ta nhớ làm bài tập và chuẩn bị bài tốt để chuẩn bị cho tiết học trực tuyến tiếp theo. Và cô chúc cho các em học tốt.